Mến chào các em học sinh, cô tên Lâm Thị Mỹ Hiền, hiện đang công tác tại trường Trung học cơ sở Khánh Hậu, thành phố Tân An. Hôm nay rất vui đồng hành cùng các em trong chương trình dạy học trên truyền hình với bộ môn sinh học lớp 9. Em thân mến, trong trồng trọt, người nông dân để giống khoai tây từ vụ này sang vụ khác bằng cách chọn những củ tốt để lại, sau đó mỗi củ sẽ tạo thành một cây mới và phải giữ lại rất nhiều củ khoai tây. Do vậy, chi phí cây giống rất cao. Nhưng với một phương pháp khác thì từ một củ khoai tây có thể tạo được 2.000 triệu mầm giống đủ để trồng cho 40 hecta. Đó là thành tựu vô cùng quan trọng của di truyền học và cũng là chủ đề các em tìm hiểu hôm nay. Chủ đề ứng dụng di truyền học. Trong chủ đề này, các em sẽ tìm hiểu các vấn đề sau. Thứ nhất, công nghệ tế bào. Thứ hai, công nghệ gen. Thứ ba, thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần. Thứ tư, ưu thế lai. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu về công nghệ tế bào. Công nghệ tế bào là gì? Được ứng dụng như thế nào? Các em sẽ tìm hiểu lần lượt nội dung thứ nhất, khái niệm công nghệ tế bào. Các em quan sát hình mô phân sinh ngọn. Ngày nay, người ta sử dụng các phương pháp để nuôi cấy tế bào hoặc những mô như thế này để tạo ra được cơ quan hay cơ thể hoàn chỉnh, thì được gọi là công nghệ tế bào. Vậy công nghệ tế bào là gì? Công nghệ tế bào là ngành kỹ thuật ứng dụng phương pháp nuôi cấy tế bào hoặc mô để tạo ra cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Để tìm hiểu công nghệ tế bào gồm những công đoạn nào, các em quan sát hình sau. Qua hình các em thấy công nghệ tế bào gồm hai công đoạn thiết yếu. Thứ nhất là tách tế bào hoặc mô từ cơ thể rồi mang nuôi cấy để tạo mô sẹo. Thứ hai, dùng hóc môn sinh trưởng kích thích mô sẹo phân hóa thành cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh. Vậy công nghệ tế bào có những ứng dụng như thế nào? Các em sẽ tìm hiểu sang phần 2 nhỏ, ứng dụng công nghệ tế bào. Các em tìm hiểu ứng dụng thứ nhất, nhân giống vô tính trong ống nghiệm hay còn gọi là vi nhân giống ở cây trồng. Các em quan sát hình 31, sơ đồ nhân giống mía bằng nuôi cấy mô ở Viện Di truyền Nông nghiệp. Ở nước ta, quy trình nhân giống vô tính trong ống nghiệm đã được hoàn thiện đối với khoai tây, dứa, bước đầu đạt kết quả trong nhân giống cây rừng, đối với cây sến, cây lát hoa và một số cây thuốc quý như cây sinh địa, cây rau mèo. Phương pháp này giúp cho việc bảo tồn một số gen thực vật quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng. Cô ví dụ ở cây sâm ngọc linh là cây có giá trị kinh tế và y dược cao. Hiện tại nguồn cây tự nhiên đã bị cạn kiệt. Việc dùng phương pháp lấy hạt nhân giống hiệu quả không cao khi lượng hạt ít, không đảm bảo tỷ lệ sống và đặc tính di truyền. Người ta sử dụng phương pháp nhân giống vô tính trong ống nghiệm để bảo tồn gen thực vật quý này. Các em tiếp tục tìm hiểu ứng dụng thứ hai, ứng dụng nuôi cấy tế bào và mô trong chọn giống cây trồng. Cô ví dụ từ tế bào phôi của giống lúa CR203, Viện Công nghệ Sinh học đã chọn được dòng tế bào chịu nóng và khô hạn. Sau đó dùng phương pháp nuôi cấy tế bào để tạo ra giống lúa mới cấp quốc gia DR2 có năng suất và độ thuần chủng cao, chịu nóng và khô hạn tốt. Ứng dụng thứ ba, nhân bản vô tính ở động vật. Trên thế giới đã nhân bản vô tính thành công đối với cừu đô ly, bò và một số động vật khác. Đây là hình ảnh cừu đô ly, là động vật có vú đầu tiên được tạo ra bằng phương pháp nhân bản vô tính năm 1977. Cừu đô ly được tạo ra giống hệt với hình dạng và tính cách của cừu mẹ cho gen. Ở Việt Nam, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mộng Hùng cũng đã nhân bản vô tính thành công đối với cá trạch. Nhân bản vô tính có vai trò quan trọng trong việc tạo ra các cơ quan nội tạng từ các tế bào động vật đã được chuyển gen người, mở ra khả năng chủ động cung cấp các cơ quan thay thế cho các bệnh nhân bị hỏng các cơ quan tương ứng. Tuy nhiên, không thực hiện nhân bản vô tính ở người vì sẽ làm mất khả năng sinh sản tự nhiên liên quan đến vấn đề đạo đức và gây nhiều hệ quả xấu cho xã hội.
Các em thân mến, cùng với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người không chỉ dừng lại ở công nghệ tế bào mà đã tiến tới công nghệ gen, các thao tác kỹ thuật trên phân tử di truyền. Vậy công nghệ gen là gì, có ứng dụng như thế nào? Các em sẽ lần lượt tìm hiểu qua phần 2 la mã công nghệ gen. Đầu tiên, các em sẽ tìm hiểu phần 1 nhỏ, khái niệm kỹ thuật gen và công nghệ gen. Các em tìm hiểu khái niệm kỹ thuật gen qua ví dụ cây đậu tương dại và đậu tương trồng. Ở cây đậu tương dại có năng suất và chất lượng thấp hơn so với đậu tương trồng, nhưng ở đậu tương dại có được gen kháng sâu bệnh, nên người ta đã sử dụng các cái phương pháp kỹ thuật tác động định hướng lên ADN để chuyển gen kháng sâu từ đậu tương dại sang đậu tương trồng để cây kháng bệnh và cho năng suất cao. Tập hợp những phương pháp trên gọi là kỹ thuật gen. Vậy kỹ thuật gen là gì? Kỹ thuật gen là tập hợp những phương pháp tác động định hướng lên ADN cho phép chuyển gen từ một cá thể của một loài sang cá thể của loài khác. Để tìm hiểu các khâu cơ bản của kỹ thuật gen, các em sẽ tìm hiểu qua sơ đồ hình 32. Chuyển gen vào tế bào vi khuẩn đường ruột E. coli. Cô giới thiệu, đây là tế bào cho, đây là phân tử ADN làm thể truyền. Kỹ thuật gen gồm 3 khâu cơ bản. Khâu thứ nhất, tách ADN của tế bào cho và tách phân tử ADN làm thể truyền từ vi khuẩn. Khâu thứ hai, cắt ADN tế bào cho và phân tử ADN làm thể truyền, cắt ở vị trí xác định nhờ enzyme cắt. Nối đoạn ADN tế bào cho vào phân tử ADN làm thể truyền nhờ enzyme nối tạo ra ADN tái tổ hợp. Khâu thứ 3, đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận. Các em vừa tìm hiểu các khâu cơ bản của kỹ thuật gen. Ngành kỹ thuật về quy trình ứng dụng kỹ thuật gen gọi là công nghệ gen. Công nghệ gen được ứng dụng vào thực tiễn như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần 2 nhỏ, ứng dụng công nghệ gen. Ứng dụng thứ nhất, tạo ra các chủng vi sinh vật mới. Ứng dụng này đã tạo ra được các chủng vi sinh vật mới, sản xuất nhiều loại sản phẩm sinh học với số lượng lớn và giá thành rẻ. Hiện nay, tế bào nhận phổ biến là E. coli và nấm men, vì chúng có ưu điểm là dễ nuôi và khả năng sinh sản nhanh. Cô ví dụ, người ta dùng chủng E. coli được cấy gen mã hóa hormone insulin người để tạo ra insulin chữa bệnh đái tháo đường thì giá thành rẻ hơn nhiều so với trước đây tách chiết từ tế bào động vật. Các em tiếp tục tìm hiểu ứng dụng thứ hai, tạo ra giống cây trồng biến đổi gen. Bằng kỹ thuật gen, người ta đưa nhiều gen quy định nhiều đặc điểm quý như năng suất, hàm lượng dinh dưỡng cao, kháng sâu vào cây trồng. Cô ví dụ, người ta chuyển được gen từ một giống đậu của Pháp vào tế bào cây lúa, làm tăng hàm lượng sắt trong gạo lên 3 lần, khắc phục tình trạng thiếu sắt và thiếu máu ở người. Ở Việt Nam, trong điều kiện thí nghiệm, đã chuyển được gen kháng rầy nâu, kháng sâu vào một số cây trồng như lúa, ngô, cà chua, góp phần hạn chế sử dụng thuốc trừ sâu, giảm ô nhiễm môi trường. Đây là những thực phẩm biến đổi gen được người ta dán nhãn GMO để người tiêu dùng có thể phân biệt được giữa thực phẩm biến đổi gen và thực phẩm thường. Các em tiếp tục tìm hiểu ứng dụng thứ ba, tạo ra động vật biến đổi gen. Thành tựu chuyển gen vào động vật còn hạn chế vì hiệu quả phụ do gen được chuyển gây ra ở động vật biến đổi gen. Người ta đã chuyển gen sinh trưởng của bò vào lợn, giúp cho hiệu quả tiêu thụ thức ăn cao hơn, hàm lượng mỡ ít hơn bình thường, nhưng lại xuất hiện vấn đề tim to, loét dạ dày, viêm da. Ở Việt Nam, đã chuyển được gen tổng hợp hormone sinh trưởng của người vào cá trạch. Như vậy, các em vừa tìm hiểu xong về ứng dụng của công nghệ gen và công nghệ tế bào trong sản xuất. Và đó cũng chính là hai lĩnh vực quan trọng của công nghệ sinh học. Vậy công nghệ sinh học là gì? Và còn có những lĩnh vực nào nữa? Chúng ta sẽ nghiên cứu sang phần 3 nhỏ, khái niệm công nghệ sinh học. Cô giới thiệu, đây là thuốc khử mùi hôi chuồng trại.
là một chế phẩm sinh học sử dụng vi sinh vật hữu hiệu giúp hỗ trợ và phân hủy xử lý mùi hôi của chất hữu cơ. Những sản phẩm này được tạo ra từ ngành công nghệ sinh học. Vậy công nghệ sinh học là gì? Công nghệ sinh học là ngành công nghệ sử dụng tế bào sống và các quá trình sinh học để tạo ra các sản phẩm sinh học cần thiết cho con người. Công nghệ sinh học gồm các lĩnh vực: công nghệ lên men, công nghệ tế bào, công nghệ enzyme, công nghệ chuyển nhân và chuyển phôi, công nghệ sinh học xử lý môi trường, công nghệ gen, công nghệ sinh học y dược. Công nghệ sinh học là ngành có khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y tế, nông nghiệp, thực phẩm và môi trường, nên là ngành có nhu cầu tuyển dụng cao và cũng đang dần được định hình và phát triển. Các em có thể tham khảo và hướng nghiệp. Công nghệ tế bào đã tạo ra nhiều sản phẩm có vai trò to lớn. Một ví dụ như trong đại dịch COVID-19, các bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh để phát hiện bệnh nhân dương tính và vaccine phòng COVID là sản phẩm cụ thể của ngành công nghệ sinh học. Bên cạnh việc ứng dụng công nghệ tế bào, công nghệ gen, tạo ra các giống vật nuôi và cây trồng, chất lượng tốt, năng suất cao, mang lại nhiều lợi ích kinh tế. Nhưng nếu ở cây trồng do tự thụ phấn hoặc ở vật nuôi giao phối gần thì qua nhiều thế hệ giống sẽ bị thoái hóa. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân làm cho giống thoái hóa, các em sẽ tìm hiểu sang phần ba la mã: thoái hóa do tự thụ phấn và do giao phối gần. Các em tìm hiểu hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn ở cây giao phấn. Các em quan sát hình 34.1, hiện tượng thoái hóa do tự thụ phấn bắt buộc ở ngô từ thế hệ thứ nhất đến thế hệ thứ bảy. Qua hình các em thấy xảy ra hiện tượng thoái hóa, các cá thể của thế hệ kế tiếp có sức sống kém dần, biểu hiện như phát triển chậm, chiều cao cây giảm và năng suất giảm dần, nhiều cây bị chết. Do hiện tượng thoái hóa nên trong trồng trọt, lúa, ngô, người ta không lấy giống từ hạt nhà trồng liên tục trong nhiều mùa. Hiện tượng thoái hóa xảy ra ở thực vật, còn động vật biểu hiện như thế nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu sang phần B nhỏ, hiện tượng thoái hóa do giao phối gần ở động vật. Quan sát hình, các em thấy cặp gà bố mẹ giao phối với nhau tạo ra đàn gà con F1. Nếu hai gà con F1 giao phối với nhau hoặc giữa gà con F1 giao phối với bố hoặc mẹ thì gọi là giao phối gần hay giao phối cận huyết. Vậy giao phối gần là gì? Giao phối gần hay giao phối cận huyết là sự giao phối giữa con cái sinh ra từ một cặp bố mẹ hoặc giữa bố mẹ và con cái. Giao phối gần gây ra những hậu quả nào ở động vật? Các em quan sát hình 34.2, dị dạng ở bò và gà do giao phối gần. Các em thấy giao phối gần gây ra hiện tượng thoái hóa ở các thế hệ sau như sinh trưởng và phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh, chết non. Không chỉ ở thực vật, động vật mà kể cả con người cũng có lực hôn nhân và gia đình cấm kết hôn với người trong dòng họ trong vòng 3 đời. Vậy nguyên nhân nào gây ra hiện tượng thoái hóa? Các em sẽ tìm hiểu qua hình 34.3, sự biến đổi tỷ lệ thể dị hợp và thể đồng hợp do tự thụ phấn. Qua hình các em thấy, qua các thế hệ tự thụ phấn hoặc là giao phối cận huyết thì tỷ lệ gen đồng hợp tăng và thể dị hợp giảm. Các em xác định kiểu gen ở bảng hai bên màu xanh là kiểu gen A lớn và kiểu gen A nhỏ, mà kiểu gen A nhỏ là cặp gen lặn đồng hợp gây hại. Vậy sự tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây ra hiện tượng thoái hóa vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại. Ở những cây tự thụ phấn nghiêm ngặt như cà chua, đậu Hà Lan hoặc những động vật giao phối gần như chim bồ câu, chim cu gái thì không bị thoái hóa vì chúng mang những cặp gen lặn đồng hợp nhưng không gây hại. Tại sao tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết gây ra hiện tượng thoái hóa, nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống? Các em sẽ tìm hiểu sang phần 3 nhỏ,
vai trò của phương pháp tự thụ phấn bắt buộc và giao phối cận huyết trong chọn giống. Tự thụ phấn bắt buộc và giao phối gần gây hiện tượng thoái hóa, nhưng những phương pháp này vẫn được người ta sử dụng trong chọn giống là để phát hiện gen xấu để bỏ gen xấu ra khỏi quần thể, củng cố và duy trì một số tính trạng mong muốn tạo dòng thuần. Việc sử dụng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc ở cây tự thụ phấn hoặc giao phối gần ở động vật là bước đầu trong việc tạo ưu thế lai. Vậy ưu thế lai là gì? Các em sẽ tìm hiểu sang hình 35, hiện tượng ưu thế lai ở ngô. Các em so sánh cây và bắp ngô ở hai dòng tự thụ phấn AC với cây và bắp của cơ thể lai F1 ở các đặc điểm, chiều cao thân cây ngô, chiều dài bắp, số lượng hạt. Các em thấy cây F1 có thân cao to hơn, có nghĩa là cây có sức sống cao, sinh trưởng nhanh và phát triển mạnh. Bắp của cây F1 dài, to, hạt đều hơn, dẫn đến năng suất cao hơn so với hai bắp ở cây AC. Những đặc điểm F1 trội hơn gọi là ưu thế lai. Vậy ưu thế lai là gì? Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F1 có sức sống cao hơn, sinh trưởng nhanh hơn, phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn, các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ. Cô ví dụ ở gà đông cảo lai với gà ri. Ở gà đông cảo có các đặc điểm như thân to lớn. Ngày xưa, dùng để cúng tiến hội hè, tiến vua thuộc danh sách gia cầm hiếm của Việt Nam, nhưng có nhược điểm là không thể tự kiếm ăn, khó nuôi và bụng chăm con. Ở gà ri có trọng lượng nhỏ, chịu khó kiếm ăn, giỏi chăm con, thích nghi tốt với môi trường. Khi cho lai hai gà đông cảo và gà ri được giống gà đông cảo lai, có được những ưu thế lai từ bố mẹ như dễ nuôi, sinh trưởng nhanh, chăm con tốt và có tầm vóc to. Nguyên nhân nào để cơ thể lai F1 có được những ưu thế lai như thế? Các em sẽ tìm hiểu sang phần 2 nhỏ nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai. Về phương diện di truyền, các tính trạng số lượng, các chỉ tiêu về hình thái và năng suất do nhiều gen trội quy định. Ở mỗi dạng bố mẹ thường chủng, nhiều gen lặn ở trạng thái đồng hợp, biểu hiện một số đặc điểm xấu. Khi lai giữa chúng với nhau, chỉ có các gen trội có lợi mới được biểu hiện ở cơ thể lai F1. Cô ví dụ, một dòng thuần mang hai gen trội, A lớn, B nhỏ, C lớn, lai với một dòng thuần mang một gen trội, A nhỏ, B lớn, C nhỏ, sẽ cho cơ thể lai F1 mang ba gen trội có lợi, A lớn, A nhỏ, B lớn, B nhỏ, C lớn, C nhỏ. Các em thấy cơ thể lai F1 mang 3 gen trội có lợi hơn hẳn bố mẹ. Sự tập trung các gen trội có lợi ở cơ thể lai F1 là một nguyên nhân của hiện tượng ưu thế lai. Vậy có nên sử dụng cơ thể lai F1 để làm giống hay không? Không nên sử dụng cơ thể lai F1 làm giống, chỉ dùng làm sản phẩm. Vì khi sử dụng làm giống sẽ xuất hiện các cặp gen lặn đồng hợp gây hại. Muốn duy trì ưu thế lai thì dùng các phương pháp nhân giống vô tính như dâm, chiết, ghép hay vi nhân giống. Để tạo ưu thế lai ở cây trồng và vật nuôi, người ta sử dụng các phương pháp nào? Các em sẽ tìm hiểu sang phần 3 nhỏ. Các phương pháp tạo ưu thế lai. Để tạo ưu thế lai ở cây trồng, người ta sử dụng phương pháp lai khác dòng và lai khác thứ. Và phương pháp lai khác dòng được sử dụng chủ yếu, còn trong chăn nuôi thường dùng lai kinh tế để sử dụng ưu thế lai. Cô ví dụ về lai kinh tế, ví dụ lai ở lợn đực đại bạch lai với lợn ỉ móng cái sẽ tạo ra được lợn lai F1 có nhiều đặc tính quý như lưng thẳng, bụng gọn, chân cao, thịt nhiều nạc, đẻ nhiều, tăng trọng nhanh, sức sống cao. Và lợn lai F1 này chỉ sử dụng làm sản phẩm, không dùng làm giống. Với các kiến thức vừa tìm hiểu,
Các em hãy thử làm luyện tập nhé. Câu 1. Chủng vi khuẩn E. coli mang gen sản xuất insulin của người đã được tạo ra nhờ ứng dụng nào của công nghệ gen? A. Nhân bản vô tính ở động vật. B. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới. C. Tạo ra động vật biến đổi gen. D. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm. Đáp án đúng là đáp án B. Tạo ra các chủng vi sinh vật mới. Câu số 2. Vì sao tự thụ phấn bắt buộc đối với cây giao phấn hoặc giao phối gần ở động vật gây nên hiện tượng thoái hóa? A. Vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại. B. Vì tạo ra các cặp gen dị hợp. C. Vì tạo ra các cặp gen đồng hợp. D. Vì tập trung những gen trội có hại. Đáp án đúng là đáp án A. Vì tạo ra các cặp gen lặn đồng hợp gây hại. Câu số 3. Để tạo ưu thế lai ở cây trồng, người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây? A. Tự thụ phấn. B. Lai kinh tế. C. Lai phân tích. D. Lai khác dòng. Đáp án đúng là đáp án D. Lai khác dòng. Cô có hai câu hỏi vận dụng, các em thử làm nhé. Câu 1. Liên hệ với luật hôn nhân gia đình, vì sao luật cấm kết hôn với người trong dòng họ trong vòng 3 đời? Câu 2. Tại sao trồng lúa, ngô cần có sự thay đổi giống, không lấy giống từ hạt nhà trồng liên tục trong nhiều mùa? Bài học của chúng ta đến đây là hết. Cô chúc các em vui, khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Các em nhớ thực hiện tốt 5K để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.